Vâng, chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu bản lề trong C4 này. Vâng, có một Yamato trong tay của Ngọc Sơn. Vâng, Yamato Summer sẽ đối đầu với Hit và Min. Vâng, Yamato trong tay của Ngọc Sơn. Vâng, đang từ từ chậm rãi lùa một bầy hươu 7 con về nhà chính. Vâng, thời điểm đầu một bầy hươu 7 con. Xem máy tí nào. Ở khá xa nhà chính. Có lẽ là bài Summer này không tìm thấy cho mình đôi voi. Đây có một voi xa. Thường tôi chơi chế Summer thường rất nhiều voi. Thấy cho mình thêm đồ ăn nào chưa? Vâng, một bài là 8-19 dành cho Summerian. Một bài vào thời điểm mà vẫn còn một bãi quả và thêm một bầy hươu mới tanh. Vâng, chúng ta xem máy đánh chém của Ngọc Sơn đi. Một bài Ngọc Sơn Yamato sẽ đánh 25 dần. Oh,
Vâng, như là trở lại trận đấu thì Hitty và Minwan về lớp thì Hitty đã lên đời rồi. Còn Trường 98 vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc lên đời. Và một bài Minwan thì luôn là những bài đánh giá là bài lên rất muộn. Vâng, 6 giờ, góc 6 giờ sẽ là nhà của MOW nào? Nhà MOW 7. Nếu như tôi cầm tôi là dân MOW 7 chắc chắn tình huống vừa rồi con giò sẽ không thể chạy được. Hơn vẫn là con giò. Chẳng một bài mà bên lớp đóng những chiếc nhà bia rất đẹp và rất vừa vặn với cái thế nhà. Rồi tới này mình có 4 con chém và có cả sự góp mặt của Tí. Chúng ta xem bài máy của Tí. Rồi chắc chắn tới này không đỡ được rồi. Có cả chém, chém mình đồng ngang theo với cả cùng rờ Hitty rồi bạn. Đấy là chưa kể có những con cùng rờ Summer hỗ trợ. Có con cùng rờ đứng sau những con chém. Tên này để thủ lại đối với Hitty là hơi khoai. Vâng, đã rủng ruộng rồi. Còn rồi Hitty đã bay rộ chính. Rồi cái thế trận mà đội mình lùa được bạn là tôi thấy rất ưng.
cho, nhưng một số lượng lạc đà rất ít thôi. Thằng này tụt rất thê thảm, 19 rồi. Vâng, như vậy tỷ số là 2-1 trong xê đấu thứ tư. Và cố gắng làm quả 3-1, anh em nghỉ sớm. Thank you.